Xin chào quý vị và các bạn, VinFast vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 6 năm 2020 với tổng cộng 2.170 xe được giao tới tay khách hàng, một con số ấn tượng như những gì mà thương hiệu xe Việt đã làm được trong tháng 5. Cụ thể thì VinFast bán được 1.364 xe Fadin, 467 xe Lux A2.0 và 339 xe Lux SA2.0 trong tháng 6. Kết quả doanh số khả quan mà VinFast đạt được bắt nguồn ở chương trình trước bạ không đồng bảo hành 5 năm cho tất cả khách hàng mua xe Lux A2.0 và Lux SA2.0. Theo đó thì khách hàng mua xe Lux từ giờ đến hết năm 2020 sẽ được chính phủ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 70 và được VinFast hỗ trợ 50% còn lại bằng cách trừ trực tiếp vào giá xe. Nhờ đó mà VinFast Lux A2.0 hiện có giá từ 948,3 triệu đồng và Lux SA2.0 có giá từ 1.327 triệu đồng. Áp dụng cho khách hàng thanh toán ngay 100%, mức giá thay đổi tùy theo mức lệ phí trước bạ tại từng địa phương. Song song với chương trình trước bạ không đồng thì khách hàng cũng được hưởng lợi từ chương trình bảo hành 5 năm với việc nâng thời gian bảo hành chính hãng lên 5 năm hoặc 165.000 km cùng dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành. Trong tháng 7 năm 2020, VinFast sẽ triển khai đồng loạt khai trương thêm gần 30 showroom mới trên cả nước, nâng tổng số showroom đại lý chính hãng lên 70, tiến một bước quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới hệ thống phủ khắp 63 tỉnh thành. Cũng trong tháng 7, thương hiệu Tôi Việt sẽ triển khai mở rộng chương trình đổi cũ lấy mới lên đời xe sang tới khu vực miền Trung và miền Nam sau giai đoạn đầu triển khai thành công tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Và cuối cùng là một thông tin quan trọng liên quan đến giá xe VinFast. Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, VinFast sẽ chính thức áp dụng mức giá bán lẻ mới cho các dòng xe ô tô. Cụ thể là bản Fadin tiêu chuẩn sẽ có giá là 425 triệu đồng, bản Fadin nâng cao có giá là 459 triệu đồng và bản Fadin cao cấp có giá là 499 triệu đồng. Đối với Lux A2.0 thì bản tiêu chuẩn có giá là 1.179 triệu đồng, bản nâng cao có giá là 1.269 triệu đồng và bản cao cấp có giá là 1.419 triệu đồng. Còn Lux S2.0 thì bản tiêu chuẩn có giá là 1.649 triệu đồng, bản nâng cao có giá là 1.739 triệu đồng và bản cao cấp có giá là 1.929 triệu đồng. Với những khách hàng mà đã đặt cọc mua xe và xuất hóa đơn trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 thì vẫn được hưởng chính sách giá như hiện hành. Và vừa rồi là những thông tin tích cực liên quan đến thương hiệu xe Việt VinFast. Hy vọng những tháng còn lại của năm 2020 VinFast sẽ tiếp tục gặt hái thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.